Hôm qua Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ bảy, bốn chị em lại đến để gặp mặt, chia sẻ những niềm vui, những công việc ở trong cuộc sống. Thì hôm nay xin chào tất cả mọi người đang xem trực tiếp và xem gián tiếp những cái buổi nói chuyện hôm nay, và chúc tất cả mọi người một ngày mới an lành và tràn đầy năng lượng. Thì nhóm Hạnh Phúc Đơn Giản hôm nay có đề tài là cuộc sống thì có rất là nhiều niềm vui, cũng có rất là nhiều nỗi buồn, nhưng mà khi chúng ta biết cân bằng thì chúng ta sẽ làm cuộc sống mình nên trở nên vui vẻ hơn. Và muốn có niềm vui được á thì chúng ta phải có hạnh phúc tự thân. Mà hạnh phúc tự thân thì đến từ đâu? Đến từ ba thứ. Mình phải có sức khỏe nè, có sức khỏe dồi dào vui mình mới có thể vui vẻ được, đúng không? Nếu không khỏe thì mình đâu có làm gì được, không suy nghĩ những cái điều tích cực. Và thứ hai nữa là khi mình khỏe đó, mình sẽ suy nghĩ tích cực nè, đó, mình có cái tích cực thì từ những cái suy nghĩ tích cực thì mình sẽ có thêm năng lượng. Đó, có ba thứ này thì mình sẽ cân bằng cái cuộc sống của mình và tạo nên niềm vui. Thì niềm vui ở trong cuộc sống mình á, nhiều khi người ta đem đến cho mình á thì nó sẽ một chút nhoáng thì nó sẽ trôi qua thôi. Nhưng niềm vui của mình có trong bản thân mình, tự thân mình có, thì mình sẽ sống trong cái niềm vui đó, có khi là cả năm cả tháng nó cũng không có mất đi. Cho nên nhiều khi mình mua một cái túi xách LV thì mình vui, có khi mua một tháng nhưng rồi nó cũng hết rồi. Hay là mình mua những cái gì mới mình vui một chút xíu, nhưng cái niềm vui tự thân mình á là nó sẽ lâu dài và nó sẽ đi mãi mãi với mình trong cuộc sống. Thì hôm nay chị mời Daisy, em có thể chia sẻ về cái niềm vui của em như thế nào, và những em sẽ tạo nó là niềm vui ra sao, hay là cuộc sống của em có những cái gì vui vẻ thì em sẽ chia sẻ. Chị mời Daisy. Dạ, em cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Hôm nay Daisy cũng rất là vui được trở lại chương trình Talk Show với lại ba chị. Hình như em mới được biết là hôm qua là vấn đề của chị Lan, chứ em muốn xem học vấn đề chị Cảm ơn em, và sẵn đây thì Loan cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng ngày sinh nhật của Loan và gửi những lời ấm áp con tim rất là ấm áp. Xin cảm ơn cả mọi người ngày hôm qua đã gửi đến sinh nhật của Loan. Chị mời Daisy. Dạ, thì Daisy cũng xin mến chào tất cả anh chị em từ khắp mọi nơi đang xem buổi vô live hôm nay của bốn chị em mình, hoặc là coi lại buổi replay sau này. Daisy muốn chia sẻ một chút cái gì sẽ đem lại niềm vui trong cuộc sống cho Daisy. Thì mình cũng biết rồi, cuộc sống thì không có thể nào mà chỉ có niềm vui thôi, cũng sẽ có vui buồn lẫn lộn, nhưng mà cái quan trọng của mình là mình phải biết cách cân bằng nó như thế nào. Và thật sự thì sẽ không ai đem đến cho mình niềm vui giống như chị Lo nói, mà sometimes mình phải tạo ra. Thì đối với em thì em có hai cái, như một cái ví dụ là trong kinh doanh online này hiện giờ mình đang làm, thì cái niềm vui nhất của em là, chị biết cái gì không? Khi em được có cơ hội giúp đỡ những anh chị trong cộng đồng, cho dù những anh chị đó không có trong team của em, nhưng mà khi mà họ cần một cái gì đó mà em có thể giúp cho anh chị em trong cộng đồng online business này, thì cái đó là cái niềm vui của em. Cái thứ nhất đó là em cảm thấy là nó không có, khi mà em chia sẻ cái kiến thức gì mà em biết cho một người khác, thì em cảm thấy em nhận được cái niềm vui đó trước hết hết thảy, và em cũng không có cần cái người mà em giúp là họ sẽ nói là cảm ơn em hay là cái gì đâu. No, em phải cảm ơn cái người đó trước, bởi vì họ đã cho em cơ hội để mà giúp họ. Giúp thì cũng không có cái gì là nhiều, ví dụ như là chị em mình khi mà mới khởi nghiệp kinh doanh online thì cái khó khăn nhất đó là phải xuất hiện trước 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 đám đông, trước mạng xã hội, rồi phải nói chuyện như vậy. Thì cái đó hình như đối với em là một cái giống như là challenging, rất là khó khăn, nhưng mà khi mà mình vượt qua được rồi thì những người mà mới sau này vào họ cũng sẽ gặp những cái khó khăn, ví dụ như setup go live hay là gì họ không biết, thì nói nếu mà cần là Daisy help hết từ đầu tới thì đó là một cái niềm vui của em trong cái kinh doanh online này. Còn nói về cuộc sống, thì cũng vậy thôi. Khi mà em có điều kiện giúp đỡ một người nào đó thì đó là cái niềm vui nó tồn tại ở trong em rất là lâu, và
đặt trường hợp như một cái ví dụ rất simple. Hiện tại thì bây giờ con em nó lớn hết rồi, nó cũng tự biết take care. Em cũng có thể take care được nhưng mà em muốn con em phải biết tự take care, nấu ăn hay là dọn dẹp hay gì là phải tự túc làm, thì là em cũng muốn bớt bận rộn về cái phần đó. Thì ngày xưa em thật sự không có thích thú vật, nhưng mà bây giờ em không biết ở đâu mà động lực, ở đâu mà đem về bốn con mà nuôi tất ý, hình như là một baby, một cái nhà như là baby, từ cho sữa rồi uống uống sữa đi đó, ý hình như là tại vì puppy đó chị, em đem về nó chỉ có 35 ngày thôi, ý hình như là puppy vậy đó. Nhưng mà em cũng bây giờ nó là 10 tháng rồi mà em nhìn lại nó vào ở đâu mà năng lượng của mình nhiều quá trời. Nhưng mà em suy nghĩ lại thì cái đó một cái tại vì em thích làm một cái gì đó volunteer hoặc là giúp đỡ cộng đồng, cho dù đó là không có cái gì gì nhưng mà ít nhất mình có thể làm cái gì đó cho ra, thì cái đó là chính là cái niềm vui của em. Và thật sự cái mà niềm vui của em có thể cho ra, không phải nếu mình không có tài chính để mà giúp xã hội thì mình cũng có thể cho ra cái thời gian của mình hoặc là cái sự kiên nhẫn của mình và lắng nghe một người khác khi họ có cái tâm sự gì đó mà mình lắng nghe mà họ tâm sự với mình để cho họ vơi đi cái nỗi buồn hay là đau khổ, thì cái đó là cũng cái mà làm em rất là happy để mà chia sẻ ra cho một người thân của mình hoặc là bạn bè hoặc là bất cứ ai cũng vậy. Thì cái đó là cái niềm vui của em, thật sự thì em cũng không cần là phải có giàu có hay là gì, và niềm vui của em kế bên cạnh đó là thật sự là chính là sức khỏe. Bởi vì giống như chị nói, mình không có sức khỏe thì mình cũng đâu có giúp ai được. Và cái cuối cùng và niềm vui của em mà em mong muốn cuối cùng là sau này con em sẽ thành đạt hết. Và nếu mà em mới nói con em, nó là em nói nếu mà thật sự con như mẹ thì trở thành một người tốt và hãy giúp đỡ cho người khác. Mẹ không có cần con phải trả hiếu, không cần mẹ phải lo, nhưng nếu mà con muốn mẹ happy, mẹ vui đó, thì con phải giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ những người xung quanh, đó là con cảm hứng của mẹ và cái đó là cái niềm vui cuối cùng mà mẹ muốn nhận được từ từ con của em. Thì đó là những cái suy nghĩ của em về cái niềm vui trong cuộc sống như vậy, thì em chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều, em xin dừng lại cho chị nha. Chị cảm ơn Daisy chia sẻ rất là hay. Tại vì Daisy nói là niềm vui của Daisy là được cho đi ở trong cuộc sống này nó rất là nhiều thứ. Nhiều khi mình không có tài chính nhưng mà mình có thể cho đi niềm vui, cho đi nụ cười, rồi cho đi ánh mắt, rồi cho đi những cái thời gian của mình để cho người khác. Mà trong cuộc sống này đó thì chị luôn suy nghĩ là chị cũng sống trong sự cho đi và nhận lại đó, mình nhận lại rất nhiều từ cuộc sống thì mình cũng biết cho đi. Đó đó là một cái điều rất là hay. Mà đối với chị đó thì niềm vui của chị trong cuộc sống đó thì mỗi ngày cũng giống như em, luôn luôn suy nghĩ làm những điều mà muốn cho đi. Và thứ nhất của chị là sức khỏe đó, sáng sớm là 5 giờ đã dậy rồi, tập sức khỏe, tập thể dục trong nhà, rồi sau đó ra ngoài đi tản bộ, hít thở nửa tiếng rồi đi hành thiền luôn. Thì khi mà mình có sức khỏe đó, mình niềm vui tự thân lúc nào và mình cũng thấy vui vẻ, mà mình những cái điều mà tiêu cực thì nó không có đến với mình, tại vì mình đã vui ở trong lòng mình có sẵn rồi. Cho nên đó là mình, chị nghĩ đầu tiên là mình nên là dành cho sức khỏe nhiều hơn. Khi mà mình có sức khỏe thì mình sẽ có tất cả. Và những cái ngày niềm vui của chị đó là thì chị có một cái sở thích nữa là muốn đi ra ngoài quay phim, chụp hình rồi săn ảnh. Đó là cũng là niềm vui của chị, rất là vui. Chị đi ra ngoài thì chị hay có những cảnh đẹp thì chị hay quay lại lưu lại để đăng cho mọi người xem, hoặc là chị rất là thích chụp hình và quay phim. Cái niềm vui của chị đó. Thứ hai là rất thích chụp hình quay phim. Thì ở trong cuộc sống nếu mà niềm vui mình biết mình tự tạo, đôi lúc mà mình cũng có buồn chứ sao lại không, con người mà nó cũng có nỗi buồn, nó cũng có những cái không suôn sẻ xảy đến với mình. Nhưng mà khi mình biết cân bằng, mình biết cân bằng nó, mình suy nghĩ tích cực thì điều đó nó sẽ tiêu tan. Và nhất là sự mình mang, mà chị mà bị gấp gãy một cái gì đó đó thì chị luôn mang cái sự trân trọng và biết ơn lên,
thì cái oán trách của mình nó sẽ tan biến, nó không còn nữa. Cái đó là mình đã, chị thực tập chị thấy rất là hay luôn. Nhiều lần mình down mood, mình có những cái trầm uất suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà khi mình mang cái sự trân trọng biết ơn lên, mình biết ơn những cái người đó, điều đó họ đã làm cho mình những cái này cái kia, tức là mình luôn nhìn vào những cái hướng tích cực, những cái điểm tốt của người khác, mặc dù đôi lúc họ cũng làm cho mình đau lòng, nhưng mà mình luôn nhìn vào cái điểm tốt của họ và mình trân trọng biết ơn cái cuộc sống này, biết ơn những cái người đó, thì cái oán trách của mình, những cái buồn của mình nó sẽ tiêu tan. Một chút xíu chia sẻ của chị, và chị mời Hannah, cuộc sống của em như thế nào nè, niềm vui em tự tạo ra sao, em có thể chia sẻ với tất cả mọi người cùng nghe được không? Chị mời em. Dạ, cảm ơn chị Loan. Hello, xin chào mấy chị và cảm ơn mọi người đang xem cái buổi go live hôm nay. Thì Hana nói con Hana là bây giờ đã mẹ go live xong rồi dẫn đi cho McDonald's, hai đứa lên lầu tự lấy đồ tự thay sẵn hết đồ rồi, giờ xuống đây nói là thay đồ xong hết rồi đó. Rồi giờ lùa lên đó lại chứ không xuống nó giỡn quá. Nói chung là mẹ bỉm sữa thì niềm vui cũng là nhiều, và có nói buồn không phải buồn nhưng mà vui cũng nhiều mà bực cũng nhiều. Như hồi mình cũng quạo quạo lên á, nói chung là máu hay nào cũng hơi trương phi nữa. Cho nên nhiều hồi mình cũng ráng kìm lắm mà nhiều hồi cũng chưa tu hết nổi. Niềm vui thì về cuộc sống hay nào chia sẻ đi, hay nào cảm thấy ví dụ như nhiều lúc á, không phải là ai cũng tạo niềm vui cho mình đâu mọi người, nhất là phụ nữ mà sau khi có gia đình có con rồi á, nhiều người cứ ngồi đó mơ mộng, anh ơi tặng em surprise cái này, tặng em surprise cái kia, làm sao nhỏ kia nó có người tặng quà, nó em có người tặng quà em buồn. Trời ơi, bây giờ khi mà là mẹ bỉm sữa rồi á, mọi người phụ nữ ơi, yêu bản thân mình đi, nếu mà không ai tạo niềm vui mình thì mình cứ tạo niềm vui cho mình tự thưởng bản thân mình chứ cũng không có sao hết á. Nhiều hồi hay là tự thưởng bản thân mình luôn mà mình nói chứ mình thấy mình cảm thấy mình có điều kiện hay là mình cảm thấy mình làm một cái vui bản thân mình thì mình cứ tự thưởng bản thân mình chứ không có cần đợi ai mà tạo niềm vui cho mình. Tuy nhiên á, thì mẹ bỉm sữa thì có hai con hay là thấy cũng rất là vui, tại vì con nít mà tuổi 2 tuổi 4 tuổi dễ thương lắm mọi người, ai là mẹ cũng biết, nó nói nhiều câu dễ thương lắm, nó làm mình có những cái cảm giác, những cái cảm giác mình khó quên lắm, mà gọi là có tiền mình cũng không có mua được, mà mình cũng không có thể nào mà so sánh với một cái niềm vui nào khác hơn là cái niềm vui mà như là con với mẹ con nó đang la trên đó rồi đó. Dạ thì về bản thân anh nà thì anh nà thấy là khi mà mình đi qua Mỹ đây mình tự lập á, mình tự sống bản thân của mình, thì tuy nhiên là mình xa gia đình thì nó cũng có nhiều cái nỗi buồn, nhưng mà bây giờ mình xa gia đình cũng lâu rồi, mình cũng quen rồi, cho nên cuộc sống của mình do mình tự tạo và mình làm sao mình vui thôi, tại vì mình buồn mình cũng không giúp được mình gì hết, mình cũng chẳng có cảm giác cái nỗi buồn đó nó sẽ muốn nó buồn nó làm sao, hay là thấy là mình muốn cái cảm giác niềm vui nó mình muốn nếm cái vị niềm vui nó hay hơn là ngồi khóc cho đã coi để buồn nó làm sao đó mọi người. Và nhiều hồi buồn thì cũng nên khóc cho nó đã thì cũng có, nhưng mà khóc kiểu là để mình qua cái nỗi buồn thôi rồi sẽ quên đi. Thì thỉnh thoảng hồi xưa hay này cũng có sometime cũng có nỗi buồn, mình thôi mình đi khóc một cái cho nó đã cái người đi, thì cũng có nhưng mà không có nhiều, chỉ có một hai lần thôi, chắc là cũng bị stress lắm mà mới làm khùng vậy thôi. Thì với Anna thì khi mà vô kinh doanh online này thì cũng có rất là nhiều niềm vui với cộng đồng, với mọi người ở trong kinh doanh này, họ luôn chia sẻ với mình nhiều cái mà mình không biết, mình cảm thấy cuộc sống này thật sự ra có nhiều người bên cạnh hỗ trợ mình lắm, có nhiều người giúp đỡ mình để mình vượt qua những cái khó khăn nào đó, thì mình cảm thấy cuộc sống mình nó còn có màu sắc hơn. Cho nên Hana thấy là kinh doanh online cũng là cái môi trường mà để mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Khi mà mình bị tụt mood thì mọi người cũng có thể cho mình những lời khuyên, những cái hỗ trợ để tinh thần của mình lên, thì niềm vui của mình sẽ có. Khi mà tinh thần của mình lên thì mình thấy cuộc sống nó khác đi rồi mọi người ơi. Còn như chị Daisy nói thì đúng là kinh doanh online này là việc cho đi. Khi mà mình cho đi mà mình thấy
mình cho đi mà có ý nghĩa, mà thấy người ta nhận được những gì mình cho đi thì mình cảm thấy hạnh phúc lắm mọi người. Mình cảm thấy mình thành công không? Kiểu là khi người ta, mình giúp ai làm gì đó mà người ta làm được á, tự nhiên người ta vui mà bản thân mình cũng vui nữa. Thì hay là thấy cái việc cho đi trong cái mô hình kinh doanh online này á, là một cái gọi là cái mô hình kinh doanh này á, là cái sự gọi là mình cho đi và giúp đỡ người khác thì mình sẽ nhận lại. Thì cái bản chất của cái mô hình kinh doanh này á, là dẫn dắt người khác và giúp đỡ người khác, thì khi mà người ta thành công thì mình thành công. Thì cái mô hình kinh doanh online này hay là thấy cũng là một cái nói là một cái một cái gì đó mà dạng như là nó tốt để mà mọi người nên nên nói chung là nếu mà ai mà muốn tìm hiểu, muốn làm thêm á, thì cái mô hình kinh doanh này nó là một cái sân sân chơi, một cái môi trường, một cái gọi là một cái xã hội online mà được hay là thấy là gọi là được tích cực đó mọi người, tích cực đó, để mang mọi người đến gần gũi hơn và để mọi người dẫn đến thành công và dẫn đến cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì đây là một nơi mà Hana thấy rất là biết ơn. Thì cảm ơn chị Loan đã cho em chia sẻ và mọi người đã lắng nghe, và Hana sẽ nhường lời lại cho Phượng nha. Dạ, em biết ơn chị Loan, chị Daisy và chị Hannah đã chia sẻ rất là hay và ý nghĩa về cái cuộc sống của chính nghiệm của chính bản thân của các chị. Khi em được nghe chia sẻ thì em rất là rút ra được cho em rất là nhiều điều hay và nhiều tích cực trong cuộc sống. Lời đầu tiên em xin chào tất cả các anh chị em đang xem trực tiếp hoặc là gián tiếp buổi trò chuyện của bốn chị em chúng em ngày thứ bảy cuối tuần. Thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nói đến niềm vui thì thì em nghĩ rằng là ai cũng có rất là nhiều niềm vui đúng không ạ? Mà bên cạnh niềm vui đó thì cũng sẽ có những lúc mình buồn, cũng có những là điều không vừa ý, không vui. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cái điều mà em vui nhất trong cái cuộc sống của em đó là em được sinh ra, em được ba mẹ em cho em chào đời, cất tiếng khóc chào đời, và cha mẹ em đã nuôi dưỡng em cho đến ngày hôm nay, để em có một cái cuộc sống của em, của chính gia đình nhỏ của em. Đó là điều hạnh phúc nhất của em. Ai cũng có cha mẹ hết, cũng có người thân. Cái điều hạnh phúc nhất là đến cái tuổi này mình vẫn còn cha còn mẹ, mình còn có thể được phụng dưỡng cha mẹ mình. Mình được thấy ông bà chơi với cháu, chơi với con, rất là vui. Giống như là em bây giờ thì vẫn còn ba còn mẹ, đâm ra là những ngày rảnh rỗi là chở cháu lên chơi với ông với bà, rồi ông bà lại cùng cháu đi ra ngoài hạt chơi với nhau. Ông rất là vui, ông rất là ba em rất là trẻ lại, là vì cũng nghỉ hưu rồi, xong rồi đi ra phạt chơi với cháu, cũng tụt với cháu, rồi cũng leo lên chơi với cháu. Cái niềm vui nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó rất là hạnh phúc đối với em. Ai cũng có niềm vui và hạnh phúc hết, giống như chị Hà này chia sẻ đó. Cái môi trường nó tạo con người, cái cuộc sống nó tạo nên một con người. Đó. Cái môi trường mà nó lành mạnh mà nó tích cực thì nó sẽ tạo nên một con người lành mạnh và tích cực. Nếu như mình lựa chọn không có đúng cái môi trường, mình lựa chọn cái môi trường mà nó làm cho mình lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi, và nó không có đem đến cho mình cái năng lượng tích cực, thì sẽ làm cho cái con người của mình nó dần dần mỗi ngày nó suy yếu và nó giảm đi cái năng lượng rất là nhiều. Nhưng nếu mà mình chọn được cái môi trường, cái công việc mà nó đem đến cho mình có nhiều năng lượng, mặc dù trong cuộc sống có nhiều cái không không vừa ý đến với mình, chứ cái năng lượng tích cực đó nó sẽ bù vào những cái điều đấy, nó làm cho mình lại có thêm năng lượng, và cái cuộc sống của mình sẽ tích cực hơn. Theo bản thân em á, là em kinh nghiệm như vậy.
À, giống như là chị em chúng em đây tham gia vào cái mô hình kinh doanh này thì đó là cái một giống như là một cái sân chơi, một cái sân chơi, một cái cộng đồng, một cái nơi mà phát triển, nó giúp cho cái bản thân của mỗi người được phát triển nhiều hơn là mình bị thụt lùi. Cái phát triển thứ nhất đó là mình được phát triển về cái theo cái mặt xã hội. Ngày mỗi phát triển thì con người cũng phải phát triển theo. Nếu như mà xã hội phát triển mà con người đứng một chỗ thì tức là mình đã đi chậm hơn cái thời đại này rồi. Đó là cái sân chơi này nó đem đến cho mình cái sự phát triển về kiến thức, về tất mặt. Cái thứ hai nữa, cái sân chơi này nó đem đến cho em một cái nguồn năng lượng mà như là nó gọi là nó năng lượng mà nó dâng lên, chứ nó không phải như là không phải một người đem đến cho mình một năng lượng, nhưng mà là rất là nhiều, một tập thể, một đội, một team đó, nó đem đến cho mình cái năng lượng. Thì ví dụ như là một người cho mình thì nó như là đôi khi mình sẽ bị tụt, nhưng mà hai người, ba người, chục người, cả trăm người, ngàn người cho mình thì như là cái năng lượng của mình nó rất là nhiều đó. Muốn tụt không tụt nổi nếu mà cái gì mà mình nhiều quá, cái năng lượng tích cực nó nhiều quá, muốn tụt thì cũng không tụt nổi nữa. Đó thì nếu mà mình tìm được một cái sân chơi mà nó tích cực mà nó lại đem đến cho mình rất là nhiều cái như vậy, không riêng gì phát triển bản thân tích cực mà mình lại có thêm một cái nguồn thu nhập nữa, thì tại sao mình không có tìm hiểu nó, không có làm việc với nó, đúng không ạ? Và cái nữa là em muốn chia sẻ nữa, đó là cái về cái cuộc sống của mình á, thì giống như chị Hanna với chị Loan với lại chị cái gì cũng chia sẻ là tự bản thân của mình đừng chờ đợi ai làm cái gì cho mình, đừng chờ đợi ai đem đến cái niềm vui cho mình, đừng chờ đợi ai đem đến món quà cho mình, mà mình hãy chính là cái người đem đến niềm vui cho người, đem đến món quà cho người ta đó, thì đó là cái niềm phúc nhất đối với mình. Giống như em rất là bận rộn, nhưng mà mỗi tuần em đều dành thời gian đến nhà thờ, rồi dành thời gian đến cộng đồng Việt Nam để mà chia sẻ những cái gì em biết, chia sẻ những cái gì mà em có. Như em dành thời gian ra để mà tập hát cho cái đoàn, dành thời gian ra để mà cùng cái đoàn tham dự, chia sẻ lời ca tiếng hát trong thánh lễ. Đó là những gì mà mình có thể làm được. Đó. Tự bản thân mình đừng chờ đợi ai đem đến cho mình cái điều gì hết, mà hãy tự chính bản thân của mình đem đến, tạo đến cái niềm vui cho chính bản thân của mình. Thì em xin chia sẻ một chút như vậy thôi, quay trở lại với chị Loan. Chị cảm ơn Phượng chia sẻ rất là hay, tại vì là nghe Phượng nói là mình đừng chờ đợi ai để mà cho mình cái niềm vui, mà mình hãy tự cho mình là cái niềm vui đó là rất rất là lâu dài. Thì cũng như giống như chị suy nghĩ là sinh nhật của chị đi, không có ai chúc mừng thì sáng sớm cái happy birthday to me rồi hát lên, rồi bắt đầu người ta nghe là hôm nay sinh nhật mẹ, sinh nhật vợ. À, chồng không ôm mình thì mình ôm chồng, chồng không hôn mình hôn chồng, đâu có gì đâu. Mình cứ tạo niềm vui cho mình tự tạo là nó hay nhất. Và hôm qua chị cũng tự tạo cho mình một cái trip đi chơi với bạn bè mình để cho mình tạo niềm vui, có thêm năng lượng đó. Tức là niềm vui mình không có thể mà chờ đợi, ngồi đó mà chờ đợi, tức là mình oán trách, mình cứ oán trách hoài cuộc sống này mình không có thể nào mà mình vui được hết á. Cho nên mình nói mình đã tự tạo niềm vui là do chính mình, và nhất là mình phải quan tâm, thứ nhất là yêu thương bản thân mình nè, để mình có niềm vui nè, rồi lo sức khỏe, rồi cân bằng cuộc sống lại giữa những cái tiêu cực và tích cực đó. Rồi để mình đi mình có thêm những cái năng lượng từ những cái niềm vui xung quanh, giống như Phượng nói là niềm vui từ cộng đồng đó. Từ ngày mình vào trong cái cộng đồng kinh doanh online cũng vậy, có rất là nhiều niềm vui, phải thật sự là nói như vậy. Tuy là mình chưa có được kết quả là bao nhiêu, nhưng mà cái niềm vui ở trong cộng đồng có rất là nhiều. Nếu mà tất cả các chị em bỉm sữa hoặc là bà chăm cháu như Loan, hoặc là những người đang làm công việc mà muốn có thêm thu nhập bên cạnh công việc chính của mình, thì hãy tham gia cùng với bốn chị em để vào trong có những cái niềm vui nè, có những cái động lực và năng năng lượng tích cực mỗi ngày ha.
Và bốn chị em đã chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả mọi người đang lắng nghe câu chuyện của bốn chị em và những cái buổi replay, một ngày mới tràn đầy năng lượng này, hạnh phúc và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Cảm ơn ba chị em Bye đã bỏ chút thời gian đến chia sẻ. mọi người.